Coi bà canti bất ổn chơi ném thao mà tức cái mình thiệt chứ. Gần sệt vậy luôn mà không trúng. Coi thao thứ hai trúng hay không nha. Tụi tôi ra ngoài luôn. Còn quay qua cười nữa chứ. Coi thao cuối cùng có trúng hay không nha. Rồi biết ngay mà. Ba thao không trúng thao nào luôn. Ném thao là phải như vậy nè. Đầu tiên là vô thế đàng hoàng ha. Thấy chưa, một cái một là trúng luôn. Rồi xem cái thứ hai nè. Thì chắc chắn là vô rồi. Rồi bây giờ mình thấy là dễ quá. Mình muốn tăng mức độ khó lên. Mình sẽ chọn cái xa hơn để mà được phần thưởng cao hơn. Đó, anh cũng khuyến khích mình chơi. Rồi, để xem nè. Ôi trời, nó coi xém luôn. Đó, xong cái anh thấy mình chơi hay quá. Anh rủ, ê chơi cái nữa, chơi cái nữa. Thôi, em thôi. Và đây là mấy cái lon nước ngọt mà mình trúng được từ hội chợ. Ơ nhưng mà khoan, Coca-Cola thì nghe chứ Wala-Cola là cái gì? Dở ẹt. Coi ông cơm tuổi thơ phóng phi tiêu mà tôi tức á. Chưa bao giờ mà thấy ai phóng phi tiêu mà dở như ổng vậy á. Coi kìa. Ôi đó coi. Phóng phi tiêu mà đi phóng vô thành. Rồi nhe răng cười. Coi cái nữa coi. Trời ơi, phóng phi tiêu rớt xuống đất mà cười. Phóng vậy sao mà thắng được. Coi tôi nè, phóng phi tiêu là phải phóng như vậy nè. Thấy chưa, một cái là ăn ngay. Phóng là phải phóng vậy chứ. Cái này làm rớt đất là do xui thôi nha. Còn cái thứ hai là do có gió, lúc đó có gió mọi người. Đó, thấy chưa, thắng nữa rồi đó, thấy không. Phóng phi tiêu là phải phóng như vậy đó. Chứ ai như ông cơm tuổi thơ. Coi bà căng tim bất ổn chơi ném banh mà tôi tức á mọi người. Trời đất ơi, lần trước coi ném thao đã tức rồi. Lần này chơi coi chơi ném banh còn tức hơn nữa. Đó, bắt trớn dữ lắm. Hụt trớt về đặt bắt trớn. Rồi, coi banh thứ ba trúng hay không nha. Ôi, ba banh liên tục không trúng luôn cả nhà. Banh cuối cùng này mà không trúng là tôi cười vô mặt bà nha, bà căng tim bất ổn. Trời ơi, ngã có hai lo mà bà tưởng trúng. Ba lo mới trúng nha bà già. Ném banh là phải ném như vậy nè. Thấy chưa, banh đầu tiên là đã trúng rồi. Coi banh thứ hai trúng hay không nha cả nhà. Chắc chắn là trúng rồi, thấy chưa. Hai banh liên tục trúng. Banh thứ ba nè. Ủa, khó rồi nha. Tức quá, đếm lại cái trời mới được. Cuối cùng là được hai banh. Kết quả là mình què vốn và trúng được hai chai nước ngọt nha mọi người. Nhưng mà mình vẫn tức. Cho nên bây giờ mình sẽ ở nhà quyết tâm luyện tập ném banh. Và cầm 100 ngàn này tới hội chợ để quyết tâm giành chiến thắng. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để đón xem kết quả tập tiếp theo nha. Thử thách cầm 100 ngàn chơi ném banh hội chợ xem trúng được những gì. Mình nhớ là ở nhà mình đã luyện kỹ lắm rồi. Mà sao vô đó toàn ném hụt không à. 100 ngàn là được 20 banh. Mà mình ném trúng có 4 banh à. Là phần thưởng là được 4 chai nước ngọt. 100 ngàn được 4 chai nước ngọt, lỗ 60. Mà nghe nói dạo này bà căng tim bất ổn phóng phi tiêu đỉnh dữ lắm. Để qua coi bà phóng làm sao, có gì chọc quê bà. 30 ngàn là được 6 phi tiêu, để coi bà trúng được mấy phi tiêu nha. Mới vào đã hụt rồi, thấy xui rồi đó. Nghi lắm nha. Ôi, trúng luôn mọi người. 2 phi tiêu liên tục, trúng luôn. Mà nó trúng hoài. Ôi, trúng nữa, quá dữ. Để coi. Không trúng, rồi, vậy là 6 phi tiêu trúng được 3 phi tiêu nha cả nhà. Để coi phần thưởng là cái gì đây. Rồi bà chỉ con gấu bông rồi đó. Quá dữ luôn, 30 ngàn được một con gấu bông. Quá hời. Nếu như bạn phóng 6 phi tiêu thì bạn sẽ trúng mấy phi tiêu? Rồi nhắc tao lên chung luôn, ai cũng dám mình sai cho tao một em luôn. Rồi nhắc tao lên chung luôn nha. Rồi nhớ lần trước qua thật xa, có tham gia trước mặt chơi dễ quá rồi. Giấu đi. Các chú có chị bên ngoài nha. Rồi ủng hộ cho bên gặp lại cái kênh này, gặp lại cái tiếp. Cô bác chị, mình thấy cái gục chỉ không phải là chắc chắc đâu nha.
em chưa có chạy á, em sẽ chạy trong quân đội không có phải động đất yên tâm rồi mấy chị mới chế được số phải lọt vô mới được. Người ta con,